Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình, thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh người dân di chuyển vào Sài Gòn và trở lại làm việc sau những ngày nghỉ Tết trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phù Cát, để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Đây là đoạn đường 3 tháng 2 phía trước công viên Ngô Mai. Ngày hôm nay mình sẽ quay lại khung cảnh đường phố vào buổi chiều mùng 6, xe cộ mọi người đang di chuyển để vào Sài Gòn làm việc sau những ngày nghỉ Tết, để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhé. Thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay. Lượt phương tiện di chuyển và trở lại để bắt đầu những công việc cho một chuyến hành trình dài 365 ngày bắt đầu rất đông đúc, đặc biệt là các tuyến xe khách chạy trên đoạn đường quốc lộ 1A di chuyển qua địa phận huyện Phù Cát rất là đông, mọi người đi theo đoàn xe rất là nhiều luôn cả nhà nhé.
Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Chúc cả nhà xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của chiếc chuông để dõi theo những video hay mới nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình.